Ôi, con gà này dễ thương quá. Nhưng mà dù sao cũng là Skishy cũ rồi. Trời ơi, có mấy mảng bố sắc thế này xấu quá. Để mình xem còn Skishy nào đẹp hơn không. Skishy cái răng này. Răng này cũng mềm với cả có miệng cửa xinh chưa này. Nhưng mà có vẻ nó đã bị dính bụi bẩn rồi. Chán quá. Có cả kem này. Nhưng mà kem này chả thích gì cả. Để tí ra. Con cá nữa này. Con cá này cũng đẹp. Nhưng mà nó bé quá. Ê, đây là cái bánh mì này. Nó cũng cũ rồi. Có bé. Bé quá. Nhưng mà mình lớn rồi. Trời này các bạn cười chết. Hay bây giờ mình nhắn tin cho bạn Linh nhỉ? Hay mình gọi nói chuyện bạn ấy luôn cho vui. Ồ, chào Linh. Cậu đang làm gì đấy? Tớ đang chơi nhà một người nè, chán quá. Ồ, thế à? Hôm nay cậu được đi chơi à? Thích quá. Tớ lại chả được đi chơi nè. Ôi, chị đến này, đi đến nhà ông anh rủ ông anh chơi đi. Ô, Hồng Anh, Hồng Anh à? Chào Nghĩa. Cô đang làm gì đó? Cô đang chơi thôi. Ô, cô chơi, rồi chơi à? Không, cô chơi điện thoại. Hồng Anh ơi, hôm nay chị đẹp mày, hay là mình đi vào thành tập dục đi. Thôi, cậu đi đi, tớ đang nói chuyện với bạn. Rồi Hồng Anh, cậu đến lúc khoa đi, nói chuyện sau, về đi tập dục cùng tớ. Cậu đang béo thế này này. Cô béo? Tớ thích nhắn tin với bạn trên Facebook của tớ cơ. Cậu đi đi. Nhưng mà cả hai đều béo mà, đi vừa được cùng tớ. Đi vừa mình chán lắm. Thôi trời, mong mây trời đẹp mà có mưa đâu. Mà hai đứa béo này đi được giảm cân. Không, hôm nay tớ không thích, cậu đi một mình đi. Hôm nay giờ tớ buồn rồi, tớ đi đây. Kệ cậu. Cứ suốt ngày làm như mỗi mình là bạn ấy. Suốt ngày rủ về chán. Vừa nãy anh đến rủ Hồng Anh đi tập dục ấy, nhưng mà Hồng Anh không đi cùng anh đâu. Hồng Anh mải chơi điện thoại, nhắn tin với các bạn mới cơ, không chơi với anh nữa đâu. Hồng Anh còn bảo là cứ không biết chơi với cậu đâu, biết chơi với bạn mới cơ. Đấy. Ơ sao lại thế? Mọi lần chị ở của anh có như thế đâu. Ơ thì đang tập bóng à? Vâng. Thôi em đi chơi cùng anh đi, đi tập dục cùng anh luôn đấy. Vâng, nhưng mà em còn phải hướng vào bóng này. Để anh cầm cho, chán quá, đi quanh cho vui. Chán này. Kệ Hồng Anh. Gọi luôn cho bạn Linh để bạn ấy giúp mình đi. Alo Linh à, cậu đến nhà tớ đâu không, cậu giúp tớ đi. Bây giờ bố mẹ tớ đang đi vắng, không có ai đưa tớ đến bệnh viện cả để khám. Tớ đau bụng quá. Không đến được á? Mà tớ đau bụng quá, đến nhanh được cậu tớ đâu không? Không tắt máy luôn rồi này. Trời mấy giờ bây giờ mới tỉnh. Tớ bị làm sao á? Vừa nãy tớ vào thì đang đi tập dục ấy, thì tớ ra chỗ nhà của cậu này thì tớ thấy cậu bất tỉnh nằm đây này. Thế là tớ gọi bác y tá luôn, y tá gần đầu ngõ gửi nhà cậu ấy.
Đúng rồi đấy chị ông anh ạ. Lúc nãy bác y tá là chị không bị gì đâu, tại vì chị ăn nhiều quá, chị bị bội thức ạ. Thảo nào chị bị đau bụng quá cơ. May quá có em và Nghĩa ở đây. Nếu mà không có em với cả Nghĩa ở đây chẳng biết chị bị gì rồi. Cậu đúng là một người bạn tốt, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cả chị Giang nữa. Không có gì đâu. Bây giờ bọn mình chơi trò gì đi? Chơi điện thoại đi. Thôi, tôi đi về đây, trời nóng quá. Tôi đi tập được xong tất cả mọi người này. Ồ, thế à? Thôi, cậu nhờ tôi về đây. Bye bye. Chị nhận búp bê. Đây, búp bê chị Giang đây. Còn hai con nữa này, em chơi không?